Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy lê thị mỹ hạnh chủ trì tại điểm cầu thành phố đà nẵng cùng dự có phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cao thị huyền trân cùng các phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê quang nam và ngô thị kim yến theo đó, nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực là cửa ngõ ra biển của vùng Tây Nguyên và nước bạn Lào. Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn ngang tầm khu vực châu Á, với các khu kinh tế ven biển hiện đại, hệ thống đô thị ven biển thông minh, bền vững, có bản sắc riêng, thân thiện với môi trường, có khả năng chống chịu cao với thiên tai dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Xuyên suốt giai đoạn 2030-2045, nghị quyết cũng đề ra mục tiêu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ là nơi các giá trị văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được đảm bảo vững chắc, các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường.